Một giới chức của Tổ chức Y tế Thế giới WHO ngày 30 tháng 4 loan báo Tổ chức Y tế Toàn cầu này chưa được Trung Quốc mời tham dự cuộc điều tra về nguyên nhân đại dịch virus corona. Bác sĩ Golden Gela, đại diện WHO tại Bắc Kinh nói ông tin là những cuộc điều tra của Trung Quốc đã sẵn sàng tiến hành và ông hy vọng nước này sẽ thảo luận về hợp tác với WHO trong tương lai gần. Chúng tôi biết một số cuộc điều tra quốc gia đang xảy ra, nhưng trong giai đoạn này chúng tôi chưa được mời tham dự. Chúng tôi hy vọng sắp tới sẽ được báo cáo về diễn tiến cuộc điều tra và thảo luận về khả năng hợp tác. Virus corona chủng mới có nguồn gốc từ thành phố Vũ Hán, Trung Quốc đã giết chết hơn 230.000 người trên toàn thế giới theo con số của trường Đại học Johns Hopkins. Những ca nhiễm được xác nhận trên toàn thế giới đã lên tới 3,2 triệu người, nhưng con số thực có thể cao hơn vì xét nghiệm bị giới hạn, khác biệt trong cách đếm người chết và một số chính phủ che giấu sự thật.